Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại, tăng khoảng 0,94 đô la Mỹ và với tỷ lệ tăng là 0,05%, giao dịch quanh ngưỡng 1.790 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.786,04 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.790,76 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,09%, giao dịch quanh ngưỡng 105,186 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,26%, giao dịch quanh ngưỡng 24.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,73%, giao dịch ở mức 2,868% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,19%, hiện tại đang giao dịch ở mức 93,800 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại thì liên tục biến động và ngày càng khó dự đoán xu hướng. Trong phiên giao dịch hôm nay ngày 12 tháng 8, có thời điểm giá vàng trên thị trường thế giới giảm từ mức đỉnh là 1.805 đô la Mỹ trên một ao xuống còn 1.784 đô la Mỹ trên ao, tương đương khoảng 50,8 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là so với ngày hôm qua thì vàng thế giới mất khoảng 600.000 đồng trên lượng. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong phiên giao dịch hôm qua, nhờ tin tức lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ, giá vàng đã phấn khích tăng mạnh. Tuy nhiên thì hôm nay triển vọng tăng mạnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn còn nguyên nên giá vàng giảm. Điều này cho thấy tính rủi ro đến từ sự biến động của giá vàng. Tuy vậy thì theo ông Fakwa Zazada, chuyên gia phân tích của City Index cho rằng, giới đầu tư vẫn còn tâm lý khá tích cực với vàng nên giá vàng chưa giảm, bởi vì họ cho rằng Fed khó tăng mạnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế khi mà dữ liệu mới đây cho thấy thị trường việc làm đang có dấu hiệu giảm sút. Còn theo ông David Merger, giám đốc kinh doanh vàng tại Harris Future, thị trường giảm kỳ vọng tăng lãi suất cũng đồng nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ giảm sẽ là bệ đỡ tăng giá cho vàng. Do đó mà vàng vẫn có khả năng duy trì ở mức giá áp sát ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ao. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước cũng tiếp tục chững lại khi mà giá vàng thế giới không thể vượt qua ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ao. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24 các loại giao dịch ổn định quanh mức 52,55 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 53,45 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.153 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì tiếp tục ổn định khi mà được giao dịch quanh mức 23.250 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều mua vào và 23.530 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều bán ra. Giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen mua vào ở mức 23.950 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra ở mức 24.050 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phiên này thì tăng mạnh tăng tới 170 đồng trên 1 đô la Mỹ tại cả hai chiều. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước thì cũng không có nhiều biến động, chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm trong biên độ hẹp. Còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh tăng nhẹ quý vị và các bạn nhé, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 720.000, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 722.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 720.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 650.000, bán ra 6 triệu 720.000. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 710.000.
Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.715.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.625.000, bán ra 6.714.000, tăng 3.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.705.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.723.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 21.000 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay là tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.260.000, bán ra 5.350.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.250.000, bán ra 5.310.000. Tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.127.4 nghìn, bán ra 5.257.4 nghìn, tăng 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.797.9 nghìn, bán ra 3.997.9 nghìn, tăng 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 2.911 nghìn, bán ra 3.111 nghìn, tăng 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.029.5 nghìn, bán ra 2.229.5 nghìn, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.